Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn theo dõi bản tin ép Việt Nam Trung Quốc đòi cầm lái thoát Bắc Kinh, Hà Nội tới Hoa Kỳ. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã thấy rất rõ hình ảnh mà Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đó là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý với việc họ đã đưa liên tục các tàu thăm dò cũng như tàu hộ tống hung dữ đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để chuẩn bị cho biện pháp hạ đặt giàn khoan ở ngoài Biển Đông. Và Trung Quốc đã áp dụng chính sách đàm phán song phương với các nước đang có tranh chấp trên lãnh thổ với họ ở Biển Đông, nơi mà họ đã vẽ ra đường chín đoạn và Việt Nam gọi là đường lưỡi bò. Và các bạn đã nhìn thấy với cái đường lưỡi bò này thì nó đã ôm trọn và ôm sát toàn bộ cái vùng Biển Đông, nơi về Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi từ rất lâu, cũng như là những cái đảo và những cái nhà giàn của các chiến sĩ hải quân quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đang chốt giữ ở ngoài biển. Và Trung Quốc luôn nói rằng Việt Nam cần phải rút đi cũng như không được phép khai thác dầu khí với những cái nước khác trên thế giới. Và điều đó đã đem đến những cái quan hệ rất căng thẳng trong thời gian vừa qua giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và trong khi đó thì Việt Nam luôn tìm mọi cách để đa phương hóa vấn đề về Biển Đông, bởi vì nếu Việt Nam chỉ đứng một mình thì không thể cùng đàm phán với Trung Quốc, vì chắc chắn sẽ rất nhiều cái bất lợi sẽ đến Việt Nam khi Trung Quốc họ đã có những cái biểu hiện và có cái hành động luôn tìm mọi cách để áp đặt Việt Nam. Và các bạn cũng đã thấy những cái người mà tham gia vào những cái cuộc đàm phán của Việt Nam với các nước trên thế giới đều có sự hiện diện của rất nhiều những cái hội nghị. Trong những hội nghị đó đặc biệt đấy là hội nghị về các nước ASEAN với Trung Quốc, và hình ảnh các bạn có thể xem ở đây, đó là việc hội nghị số 52, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN với Trung Quốc đã diễn ra trong thời gian qua. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc đã thẳng thắn trao đổi về những diễn biến gần đây tại khu vực, trong đó cái tình hình Biển Đông, trong khi tích cực ghi nhận tiến triển trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là COC. Về tình hình Biển Đông, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những tiến triển trong đàm phán COC, song cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên thực địa, trong đó có hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các hành động như vậy, theo Phó Thủ tướng, đe dọa nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, không có lợi cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Phó Thủ tướng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề quan trọng, đó là tăng cường lòng tin, không quân sự hóa, kiềm chế, không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Và đây là hình ảnh và các bạn đã thấy những cái bộ trưởng bộ ngoại giao của các nước thuộc ASEAN cùng Trung Quốc đã có buổi họp rất quan trọng này, và như vậy đã khẳng định việc Việt Nam phải quốc tế hóa vấn đề của Biển Đông, nhưng ngược lại Trung Quốc thì chỉ muốn song phương mà thôi. Và hôm 11 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines đã tiết lộ Bắc Kinh đã đưa ra yêu cầu nếu các vị muốn khai thác dầu khí thì chỉ có thể làm việc với chúng tôi. Và đây là hình ảnh, các bạn có thể thấy hình ảnh của ông Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines. Ngoại trưởng Philippines hôm 11 tháng 9 năm 2019 cho biết Trung Quốc trong quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là COC, muốn hạn chế sự hiện diện của quân đội nước ngoài cũng như việc các công ty ngoại quốc tham gia vào các dự án dầu khí tại Biển Đông. Và theo ông, Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các địch thủ của Trung Quốc và một số đồng minh của Philippines. Thì đây là điều mà đã được ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Philippines tiết lộ với quốc tế trong thời gian vừa qua. Và thái độ của Trung Quốc với Philippines thì cũng giống như thái độ của Philippines của Việt Nam đối với Trung Quốc và Trung Quốc với Việt Nam, vì Trung Quốc chỉ muốn làm vấn đề song phương và không muốn được các nước khác tham gia vào khai thác dầu khí ở ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của những cái nước như Philippines hoặc Việt Nam. Và Trung Quốc yêu cầu không có cường quốc quân sự nước nào nước ngoài được phép hiện diện ở Biển Đông. Đấy là điều mà Trung Quốc đã nói. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra và như Trung Quốc mong muốn thì họ sẽ là một cường quốc ở khu vực này, và những nước khác nhỏ lẻ như Việt Nam và Philippines không thể dùng lực lượng của mình đối đầu hoặc là bảo vệ nổi cái chủ quyền biển đảo rất rộng lớn của Việt Nam và Philippines ở trên vùng Biển Đông. Và đấy là những cái vùng đặc quyền kinh tế rất rộng lớn mà Trung Quốc sẽ thâu tóm tất cả những cái vùng này theo đúng như cái đường chín đoạn mà họ đã vẽ, tức là đường lưỡi bò. Và thấy rõ Trung Quốc liên tục tăng cường các biện pháp áp đặt với các nước lân cận, kể cả bằng vũ lực, nên Việt Nam không thể một mình chống đỡ, nên đã phải tìm mọi cách. Và đây là điều mà các bạn có thể ghi nhận trong thời gian vừa qua, đó là tìm đường sang Mỹ, là học tập mô hình và thể chế của Mỹ. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy, chúng tôi xin chia sẻ thêm, đó là một cái bài báo trên trang của Đài Tiếng Hoa Kỳ đã miêu tả ngày hôm nay đưa ra là Việt Nam cử phái đoàn lo cho Đại hội 13 sang nghiên cứu thực tiễn chính sách của Mỹ. Phái đoàn lo cho Hội nghị 13 có nghĩa là chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị chương trình cũng như chuẩn bị những cái phương án để về kinh tế, chính trị phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới, thì đã đặt chân tới Mỹ. Một đoàn công tác của Việt Nam bao gồm các thành viên của tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội Đại hội Đảng lần thứ 13 do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vừa có buổi làm việc với lãnh đạo và chuyên gia các tổ chức nghiên cứu chính sách tại thủ đô Washington nhằm mục tiêu nghiên cứu thực tiễn chính sách của Hoa Kỳ. Và điều này rất hay và rất có lợi cho Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam đã đến Mỹ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 và làm việc với Ngân hàng Thế giới, Viện Brookings, Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế CSIS và hãng Asia Group. Nội dung của các buổi làm việc tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó ngoài mục tiêu đưa ra các giải pháp kinh tế cho Việt Nam trong bối cảnh chung toàn cầu, còn có các chủ đề về địa chính trị Biển Đông, chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc và sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ. Và đây là cái điều mà các bạn có thể tra khảo và xem trực tiếp những cái bài báo như thế này ở trên những cái trang truyền thông quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, AFI, FA, Thoibao.de và những trang quốc tế khác. Và nhưng quan điểm của Việt Nam trong cái việc này thì vẫn là mở, nhưng phải bám sát cương lĩnh, kiên định mục đích, tiêu chí, lý tưởng độc lập dân tộc nhưng gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đấy là cái điều mà rất tai hại của Việt Nam từ trước đến nay, và các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái nước theo đường lối chủ nghĩa xã hội đã gần như sụp đổ về mặt kinh tế trong thời gian vừa qua và dẫn đến đời sống khó khăn cho nhân dân, những công chức lương không đủ sống, quân đội cũng rất khó khăn, và cụ thể là VNDA mà các bạn đã thấy kinh tế gần như phá sản. Và nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn Việt Nam kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội này. Và trong cái phát biểu của ông trong thời gian gần đây nhất, ông đã có nói quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ quy luật của kinh tế thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa là những mối quan hệ lớn mà Trung ương thống nhất phải tập trung làm rõ trong các văn kiện trình ra Đại hội Đảng khóa 13 của Đảng xem xét. Ở đây là bài báo mà ông Tổng Bí thư đã xuất hiện trong thời gian vừa qua và cũng đã nói điều đó, có nghĩa là Việt Nam ông vẫn muốn đưa Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mà ông từ trước đến nay Việt Nam vẫn làm. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã chứng kiến cái việc kinh tế của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã bị đổ vỡ ra sao, với việc những tập đoàn kinh tế rất lớn của Việt Nam đã trở thành những món nợ khổng lồ cho nền kinh tế, cho người dân Việt Nam, mà mỗi người dân Việt Nam phải gánh vài chục triệu tiền nợ bắt từ lúc sinh ra thì đã phải mang nợ rồi. Cái đó là do việc làm ăn và cái tính toán của Đảng Cộng sản cũng như chính phủ Việt Nam đã làm thất thoát số lượng tiền rất lớn. Nhưng ngược lại, các quan chức trong Đảng, trong chính quyền, trong chính phủ thì giàu một cách không minh bạch và giàu một cách khủng khiếp, và điều đó sẽ đem đến cái bất lợi cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Đảng Cộng sản yêu cầu các cán bộ vẫn phải sử dụng nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì đây điều này, những cái điều này rất là lạ, và khi bài phóng sự này chúng ta làm việc, tôi đã làm ngay trên nước Đức, nơi mà khởi nguồn của nơi ông Karl Marx, Engel đã sinh sống, đã sống ở đây và đã viết lên những cái trang sách và những cái lý luận mà ông Hồ Chí Minh sau đó đã đưa về Việt Nam áp dụng, mà cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục làm theo, đó là chủ nghĩa Mác, Lênin. Nhưng tại cái nôi của nó ở Đức và Liên Xô trước đây và Nga bây giờ và tất cả các nước châu Âu thì những cái chủ nghĩa này đã bị đưa vào sọt rác từ lâu và không ai có thể dùng nó nữa. Và thậm chí có nhiều nước như Ba Lan còn lên án chủ nghĩa cộng sản là tội đồ của thế giới và đem đến rất nhiều đau khổ cho nhân dân, cũng như đưa đến cái chết của hàng trăm triệu người trên khắp nơi trên thế giới. Nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục làm theo. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua các bạn cũng đã chứng kiến ông Nguyễn Phú Trọng cùng Đảng Cộng sản yêu cầu những người đảng viên, những cái cán bộ của họ phải học tập theo cái tư tưởng này, cũng như là khuyến cáo những cái sinh viên, những cái thanh niên cũng học tập đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng khi ông Hồ Chí Minh trước khi mất không hề mong muốn điều này. Đặc biệt trong di chúc của ông muốn thiêu xác và giải ra ba miền, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông đã không thực hiện và làm ngược lại hoàn toàn. Thì không thể, chính điều đó mâu thuẫn với việc mà ông và Đảng giao giảng từ trước đến nay về việc yêu cầu mọi người phải học tập đạo đức Hồ Chí Minh và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như làm theo Hồ Chí Minh. Và Việt Nam thì đang bị Trung Quốc với một chế độ cầm quyền cùng thể chế cộng sản tương đồng với Việt Nam, nhưng lại đang tìm mọi cách cưỡng đoạt lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông. Nên đây là thời điểm dứt khoát với cái quan niệm cũ để bảo vệ được nhân dân và chủ quyền của mình. Và các bạn cũng đã có thể thấy trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc không những gây sức ép trên Biển Đông mà họ còn có những thái độ và có những hành động liên tục gây khó khăn khi Việt Nam xuất khẩu hàng nông thổ sản và thủy sản sang Trung Quốc thì đều nhiều lần đã bị Trung Quốc đình chỉ và những người nông dân không thể bán được hàng và phải đổ đi cũng như phải chịu mức giá rất rẻ mạt và họ đã bị lỗ rất nhiều. Và hiện nay trên thế giới chỉ có Mỹ, châu Âu, Úc, Canada và những cái nước có nền tự do và dân chủ hàng đầu đang đứng ra và bênh vực Việt Nam trước một Trung Quốc tham lam. Và các bạn có thể thấy hình ảnh gần đây nhất đó là việc Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối Trung Quốc uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ hết sức quan ngại trước các nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phát ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Thông cáo này nói gần đây Trung Quốc tái tục sự can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam ở Biển Đông, trực tiếp đi ngược lại cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại đối thoại Shangri-La rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển ôn hòa. Như vậy là các bạn đã thấy rất rõ rằng Trung Quốc luôn làm ngược lại những cái điều mà họ nói, và họ nói không quân sự hóa Biển Đông, nhưng bây giờ thì họ đã xây dựng những căn cứ quân sự khổng lồ nằm ngay trên những cái hòn đảo mà họ chiếm được của Việt Nam và một số nước khác. Bây giờ đó là thành những pháo đài và ngày càng được trang bị nhiều vũ khí hơn và rất nguy hiểm khi những tàu thuyền đi đến gần. Nhưng điều khiến cho các nước hiện nay ở trên thế giới rất khó xử vì Việt Nam vẫn là một nước với thể chế cộng sản, độc đảng, độc tài và đàn áp rất nhiều những người dân của họ ngay ở trong nước. Và nó mâu thuẫn với những cái điều cốt lõi nhất của hiến pháp của những cái nhà nước có nền dân chủ như ở Đức, châu Âu, Mỹ và những nước khác. Điều đó và ngay lúc này đất nước đang rất lâm nguy, thì nếu ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể bớt được cái thời gian đọc báo nhà nước mà lên mạng xã hội thì chắc chắn ông sẽ biết được trên 90 triệu người dân Việt Nam đang muốn điều gì để ông có thể làm và phục vụ công dân của mình một cách tốt nhất. Đó mới là việc ông cần phải làm trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thoibao.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn được những thông tin nhanh nhất, trung thực nhất và ngay lập tức. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một ngày mới nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại.